cập nhật tin tức mới nhất về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay 25 tháng 2 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật. Thế giới, số ca tử vong và số ca nhiễm mới giảm. Dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh tại Iran, Hàn Quốc, Ý, nhiều ca tử vong mới được ghi nhận. Việt Nam, bệnh nhân cuối cùng đã có xét nghiệm âm tính lần 2. Cách ly tất cả hành khách đi qua vùng dịch tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 25 tháng 2, thế giới ghi nhận 27.476 ca phục hồi, 80.298 ca nhiễm, tăng 856 ca so với ngày hôm trước. Cùng với đó, thế giới cũng ghi nhận thêm 82 ca tử vong, giảm đi nhiều so với tuần trước, nâng tổng số ca tử vong lên 2.706. Trong đó, số ca tử vong ở lục địa Trung Quốc là 2.663 ca và 43 ca tử vong còn lại được ghi nhận tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác. Hiện, Iran là nước có tỷ lệ tử vong cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với số ca tử vong là 15. Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Iran vừa bác bỏ một số thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng 50 người đã tử vong ở QOM vì nhiễm bệnh là không đúng. Những nơi khác ở Trung Đông như Kuwait, Bahrain và Iraq cũng vừa báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh và cho biết tất cả bệnh nhân của họ đã đến Iran gần đây. Ngoài ra, đến sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong và 60 ca nhiễm mới, gồm 16 ca tại thành phố Daegu, nơi có nhà thờ của giáo phái Shincheonji mà bà cụ siêu lây nhiễm từng đến, và 33 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Đến 17 giờ, tiếp tục có thêm 2 ca tử vong. Như vậy, đến hiện tại, Hàn Quốc đã có 11 ca tử vong và 977 ca nhiễm. Người đứng đầu giáo phái Shincheonji cho biết đã đồng ý cung cấp danh sách tất cả các thành viên của giáo phái, khoảng 215.000 người, cho các nhà chức trách Hàn Quốc để tiếp tục xét nghiệm COVID-19. Bên cạnh đó, hôm nay 25 tháng 2, thế giới cũng ghi nhận 4 ca tử vong mới tại Ý, nâng tổng số ca tử vong lên 7 và 229 ca nhiễm. Sự lây lan dịch bệnh tại Ý nhanh chóng khiến cho các nước châu Âu dấy lên nỗi sợ hãi và đánh dấu sự bùng phát dịch COVID-19 tại châu lục này. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản vừa đưa tin một hành khách trên du thuyền Diamond Princess đã tử vong vì nhiễm COVID-19. Bệnh nhân này cũng là một hành khách lớn tuổi trong độ tuổi 80. Đến nay, đây là ca tử vong thứ tư được ghi nhận trên tàu. Còn tại Việt Nam, đến nay 16 ca nhiễm COVID đều đã phục hồi. Bệnh nhân cuối cùng ở Vĩnh Phúc hiện đã xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Theo quy định, bệnh nhân đã đủ điều kiện để xuất viện. 12 ngày qua cũng không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp như tại Hàn Quốc và Iran. Vì thế, chúng ta không được chủ quan, hạn chế đến nơi có vùng dịch và luôn thực hiện các biện pháp y tế ngăn ngừa dịch bệnh. Vietnam Airlines đến thời điểm này đã dừng các chuyến bay Đà Nẵng, Incheon và Cam Ranh, Nha Trang, Incheon, Hàn Quốc. Các chuyến bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Incheon và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Busan vẫn được Vietnam Airlines duy trì nhưng tần suất đã giảm. Tương tự, Bamboo Airways dự kiến sẽ tạm dừng khai thác hai chặng bay Đà Nẵng, Incheon và Nha Trang, Incheon từ ngày 26 tháng 2. Vietjet Air dự kiến tạm dừng khai thác đường bay Daegu, Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 2 tới ngày 28 tháng 3. Theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, hãng TWA Air của Hàn Quốc đang khai thác 3 đường bay từ Daegu đi đến Đà Nẵng, Cam Ranh và Hà Nội cũng đã quyết định hủy các chuyến bay từ Daegu đến Hà Nội, Đà Nẵng trong giai đoạn ngày 18 tháng 2 tới ngày 28 tháng 3 và hủy các chuyến giữa Daegu đến Nha Trang từ ngày 23 tháng 2 tới ngày 28 tháng 3. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cho biết hiện nay Bộ Y tế không chỉ áp dụng tờ khai y tế bắt buộc với tất cả hành khách đến từ Hàn Quốc, mà những người đi về từ hai thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải tiến hành cách ly 14 ngày. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện số người Việt Nam sinh sống tại hai thành phố này là khoảng 27.000 người. Các cơ quan quản lý người Việt Nam ở nước ngoài đã khuyến nghị tới công dân Việt Nam ở Hàn Quốc nên tuân thủ chặt chẽ các quy định, khuyến cáo của chính phủ Hàn Quốc vì hệ thống y tế tại đây rất phát triển và tốt hơn Việt Nam. Để cho bà con mình yên tâm, một là Hàn Quốc họ cao thế và họ khuyến cáo nào bà con mình nên theo. Bản thân Hàn Quốc là người ta đã công bố hai cái vùng này là cái khu vực đặc biệt rồi và khuyến cáo là không đi ra đi vào, cũng như là bay đi, cũng như họ để họ tập trung các y tế. Người mà các cái vùng khác ấy, thì chúng tôi cũng nhất trí là kể cả bà con mình người thì mình dùng các cái tờ khai y tế. Hiện WHO đã cung cấp cho Việt Nam 10.000 test kit để xét nghiệm nhanh COVID-19. Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được việc xét nghiệm nhanh, chính xác bằng những phương pháp sinh học phân tử theo chuẩn WHO tại ba đơn vị Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Các chuyên gia cũng đã tập huấn chuyển giao cho 22 phòng xét nghiệm trên cả nước. Tức là về mặt xét nghiệm, chúng ta có đủ năng lực để chúng ta làm xét nghiệm.
và chúng ta có đủ sinh phẩm để chúng ta làm xét nghiệm. Và cái độ chính xác xét nghiệm của chúng ta cũng tương đương như các nước, bởi vì đây là chúng ta làm xét nghiệm, cái gọi là real time PCR, xét nghiệm kháng nguyên, tìm kháng nguyên. Cho nên cái độ nhạy và độ đặc hiệu nó rất cao, báo cáo ông chí như vậy. Thế còn về cái việc ấy mà chỗ trường hợp ở Huế thì báo cáo ông chí là gì? Là do Viện Pasteur Nha Trang người ta làm xét nghiệm, và viện đấy cũng là một trong viện được chuẩn hóa trong cái vấn đề xét nghiệm rồi. Đối với các trường hợp có dấu hiệu khác biệt hoặc điển hình, Bộ Y tế chỉ đạo không chỉ xét nghiệm ở một nơi mà phải xét nghiệm ít nhất ở hai nơi trở lên để đối chứng, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng các phương án hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản và hỗ trợ người lao động về nước cách ly chữa bệnh, đồng thời có phương án cách ly lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trong đêm 23 tháng 2 đến rạng sáng ngày 24 tháng 2, 5 chuyến bay từ Hàn Quốc với 575 hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đều yêu cầu phải thực hiện tờ khai y tế. Theo đó, kết quả kiểm tra phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh từ Daegu, Hàn Quốc, trong đó có một trường hợp có biểu hiện ho, không sốt, được đưa đến Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 2 trường hợp còn lại không có triệu chứng bệnh hô hấp đã được cách ly, theo dõi tại bệnh viện dã chiến trong 14 ngày. Các hành khách còn lại được tư vấn khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại nhà và nơi cư trú. Theo báo cáo, đến thời điểm này, đã có nhiều người Việt Nam đi du lịch, thăm thân nhân hoặc người Hàn Quốc quay trở lại Hải Phòng từ vùng đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Hiện Hải Phòng đang cách ly 5 người trở về từ Hàn Quốc. Trước đó, 33 trường hợp nghi nhiễm, cách ly giám sát chặt chẽ đều có kết quả âm tính và đã ra viện. 334 trên 336 trường hợp tại khu cách ly tập trung cũng đã hết thời gian cách ly. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có gần 2.560 người Trung Quốc, trên 4.000 người Hàn Quốc và 33 người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc. Trong đó có trên 900 người nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua 14 ngày. Tỉnh Bắc Ninh đang tích cực giám sát chặt các trường hợp này. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh chưa xuất hiện trường hợp nào nhiễm, phát hiện 12 trường hợp nghi nhiễm, 10 trường hợp cho kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp đang theo dõi, cách ly tại các cơ sở y tế. Ngày 24 tháng 2, Thừa Thiên Huế cho biết kết quả xét nghiệm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại địa phương. Trường hợp đầu tiên là một nữ sinh lớp 12 tại huyện Phú Lộc tử vong sáng ngày 21 tháng 2 sau khi có tình trạng sốt, đau họng, nhức đầu kéo dài. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của nữ sinh, gửi đến Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả xét nghiệm hai đơn vị đều cho kết quả âm tính với virus và không nhiễm một loại virus gây viêm phổi nào khác. Trường hợp thứ hai là bà Trần Thị Giá, 78 tuổi, trú huyện Phong Điền. Bà Giá từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam và quá cảnh tại hãng hàng không quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Sau khi về đến nhà, bà có triệu chứng ho, sốt nhưng không khó thở, đã được đưa vào điều trị đồng thời cách ly tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2, huyện Phong Điền. Theo kết quả từ bệnh viện, bà Giá cũng âm tính với COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi đề nghị các cơ sở giáo dục, phòng giáo dục 24 quận huyện khẩn trương thống kê danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên đi qua hoặc có người thân đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc và các tỉnh thành hoặc quốc gia có dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày qua, tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Các trường hợp nhà giáo, học sinh có tên trong danh sách phải được các nhà trường tổ chức giám sát, rà soát, cập nhật thường xuyên, kể cả các trường hợp đã hết thời gian theo dõi, cách ly. Ngoài ra, trường học phải thường xuyên cập nhật danh sách các vùng, quốc gia có dịch, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp cách ly cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.